Gần đây, virus Eurograbber đã được các tin tặc sử dụng để lấy cắp 36 triệu euro từ nhiều tài khoản ngân hàng tại các nước châu Âu. Hiện tại, virus này đang hoạt động mạnh tại các khu vực thuộc Liên minh châu Âu, nhưng phạm vi ảnh hưởng có thể lan rộng đến châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy loại virus này có mức độ nguy hiểm cao, tuy nhiên, khách hàng hoàn toàn có thể phòng trừ được nếu thực hiện giao dịch đúng theo hướng dẫn của ngân hàng. Thứ nhất là không link vào cái đường link không biết. Thứ hai là khi thể hiện những trang web nó giả mạo, giống hệt ngân hàng mà lại có những yêu cầu về thông tin như vậy thì khách hàng nên cảnh giác. Đấy là tốt nhất liên hệ với ngân hàng, với bộ với cái đầu mối là contact center của từng ngân hàng đều có. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân từng cái máy tính của khách hàng thì hiện nay anh không sử dụng internet một kênh, anh dùng rất nhiều các cái chương trình dữ liệu của anh, thì đương nhiên là anh phải sử dụng các phần mềm có bản quyền. Thứ hai là anh mua các phần mềm bảo mật chuẩn, thường xuyên cập nhật để nó tự bảo vệ cho chính mình cái loại virus như vừa rồi, tức là trong cái bình thường. Đấy, thì tôi nghĩ là có hai khuyên cáo khách hàng rất nên thận trọng và cảnh giác. Theo mình thì mỗi ngân hàng đều có một website truy cập riêng và đều có một tổng đài để nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại của khách hàng. Vì thế mà mình chỉ cần làm theo cái chỉ dẫn từ tin nhắn trực tiếp của tổng đài thì mình nghĩ là sẽ không có lo ngại gì cả, mình hoàn toàn yên tâm. Các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng không nên cài đặt các phần mềm độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên máy tính cá nhân và điện thoại di động để tránh trường hợp bị tin tặc lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng.